Bên cạnh cấu trúc để miêu tả ngoại hình của ai đó thì trong bài ngày hôm nay cô cũng giới thiệu với các con cấu trúc sử dụng khi chúng ta đoán đáp án cho một câu hỏi nào đó. Trước tiên cô mời các con lắng nghe đoạn hội thoại sau. Cô giáo cho Mark xem một bức ảnh và yêu cầu Mark đoán xem đây là ai. Look at this photo. Who do you think this person is? Is it a famous person? Yes, it is. Well, it's a girl. And she's got long, light brown hair. I can give you a clue. She still has long hair now, but it's darker. I'm not sure. I don't think she's a musician. Well, she's an English actor. Maybe it's Emma Watson. That's right. Như vậy thì do Mark không chắc chắn về đáp án nên bạn ấy đã sử dụng rất nhiều cấu trúc để đoán đáp án. Thứ nhất, chúng ta có động từ think, nghĩ rằng. Các con sử dụng mẫu câu I think is hoặc dạng phủ định I don't think is cộng với đáp án của mình. Để thể hiện là mình cũng không chắc chắn thì các con sử dụng mẫu câu I'm not sure. Khi chúng ta có thể đưa ra đáp án nhưng bản thân mình cũng không chắc chắn với câu trả lời, vậy các con có thể sử dụng từ maybe hoặc perhaps it's cộng với câu trả lời. Còn khi chúng ta chắc chắn về đáp án của mình thì các con sử dụng cấu trúc I'm sure it's cộng với đáp án. Các con hãy thử đặt câu với các cấu trúc này. Cô khen các con đã nắm chắc bài. Chúng ta chuyển sang phần tiếp theo, pronunciation. Trong phần ngữ âm ngày hôm nay, cô trò chúng ta sẽ cùng luyện tập các nguyên âm đôi, diphthongs. À, có thể khái niệm nguyên âm đôi còn mới với chúng ta. Để các con hình dung như thế nào là một nguyên âm đôi thì cô có ví dụ sau. Cô có hai nguyên âm đơn là ơ và ô khi cô đọc thật nhanh, phát âm gần như cùng một lúc hai nguyên âm đơn này, cô được âm mới là ơ. Ơ, ô, ơ. Và âm ơ, cô gọi là một nguyên âm đôi diphthong. Vậy các con đã hình dung ra như thế nào là nguyên âm đôi chưa? Đúng vậy, Nguyên âm đôi chính là nguyên âm được tạo thành bằng cách kết hợp hai nguyên âm đơn trong cùng một âm tiết. Cô nhắc lại, nguyên âm đôi được tạo thành bằng cách kết hợp hai nguyên âm đơn trong cùng một âm tiết. Trong tiếng Anh, chúng ta có tám nguyên âm đôi cơ bản. Các con cùng đọc to các nguyên âm đôi và các từ vựng có chứa các âm này nhé. I, kind

Chúng ta cùng củng cố kiến thức ngữ âm vừa rồi với một dạng bài tập rất quen thuộc. Đối với bài tập này, các con cần tìm từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại. Ví dụ với câu 1, cô có các từ Light Height Drink Nice À, như vậy chúng ta thấy ở đáp án C thì phần gạch chân được phát âm là E Drink trong khi ở đáp án A, B và D thì phần được gạch chân được phát âm là /ai/ là một nguyên âm đôi. Vậy đáp án của chúng ta là C. Tương tự, các con hãy cùng lắng nghe và làm các câu còn lại nhé. round, brown, snow, mouth, leave, beard, near, wear, there, hair. Fair. Cô chúc mừng các con đã có câu trả lời đúng. Câu số 2. Ở đáp án C, phần gạch chân được phát âm là O. Trong khi ở A, B và D thì phần gạch chân được phát âm là ao. Vậy đáp án đúng của chúng ta là C. Câu số 3. A được phát âm là E, leave. Trong các đáp án còn lại, phần gạch chân được phát âm là ear. Trong câu cuối cùng, câu số 4, đáp án là đi. Do phần gạch chân được phát âm là a, rain. Trong khi ở các đáp án còn lại, phần gạch chân được phát âm là EAR. Như vậy trong bài học ngày hôm nay, cô trò chúng ta đã nắm được các từ vựng, cấu trúc để miêu tả đặc điểm ngoại hình của ai. Cấu trúc được sử dụng khi đoán câu trả lời. Và các con cũng đừng quên 8 nguyên âm đôi mà chúng ta vừa mới học nhé. Các con hãy truy cập olm.vn để củng cố kiến thức với các bài luyện tập. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Chào các con và hẹn gặp lại các con trong những bài học tiếp theo của olm.vn.